Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có chung một niềm đam mê âm nhạc. Clip của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2023, cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thông báo hàng về có duy nhất một chiếc đầu băng cối tự hành về với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh ngày hôm nay. Và sản phẩm này thì cực kỳ là đẹp, hàng e-bay, đa cầu điện, vừa về với cửa hàng bóc hàng và quay chi tiết để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn. Vâng, và bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thì có đủ các modem đầu băng cối bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn. Với mức tiền từ trên 10 triệu đến trên 100 triệu, bên cửa hàng đang sẵn hàng. Các modem từ băng 7 đến băng 10, cửa hàng luôn cung cấp những sản phẩm về audio hàng cổ cho quý khách hàng. Và đặc biệt bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh trong thời gian vừa qua cũng được nhận rất nhiều đơn của quý khách hàng chốt những chiếc máy hút ẩm cho mùa lùm ẩm đầu tiên của năm 2023. Và sản phẩm về trong ngày hôm nay là sản phẩm về audio. Hôm trước thì cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh có về được 2 chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ, đều đã được khách hàng quan tâm và chốt đơn rồi. Ngày hôm nay thì là một chiếc đầu băng cối tự hành cập bến với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết để quý khách hàng cùng được cảm nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp về trong ngày hôm nay nhé. Vâng, và bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thì ở clip trước cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh có test băng cho khách đây rồi. Và cửa hàng cũng đã để riêng ra đây. Và của bác khách hàng nào thì cửa hàng sẽ tua sang xương Maxen cho quý khách hàng. Vậy những chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng thì chỉ còn những chiếc điện 100V và có các mã số như sau: 74 có dung tích hút là 7 lít trên một ngày, 75 là chiếc Mitsu mắt liếc có dung tích hút 10 lít trên một ngày và chạy điện 100V. Sản phẩm tiếp theo là một chiếc mang mã số 76 có dung tích hút 18 lít trên một ngày của hãng Sanyo. Hàng này thì rất là hiếm có này. Điện 100V, 77 cũng điện 100, 50 cũng điện 100 và 29 cũng điện 100V. Và duy nhất có một chiếc mới của hãng Mitsu là còn hàng. Và hai chiếc sắp mới thì như hình dáng ở bên cạnh. Chiếc số 77 này có dung tích hút 12 lít trên một ngày. Chiếc số 50 có dung tích hút 10 lít trên một ngày. Chiếc số 29 có dung tích hút 18 lít trên một ngày. Những chiếc 18 lít trên một ngày này thì nó tương đương với những chiếc máy điện 220V trên 20 lít nhé quý khách hàng nhé. Vâng, và những sản phẩm khác thì những chiếc đài, những chiếc quạt VIP bên cửa hàng đang sẵn hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ để chốt đơn với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, để tiếp theo sản phẩm về trong ngày hôm nay, cửa hàng sẽ quay chi tiết và quay cận cảnh cho quý vị và các bạn cùng được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn siêu phẩm về trong ngày hôm nay. Cửa hàng thì cũng đã từng cung cấp những sản phẩm này ra thị trường và đều được những vị khách hàng quan tâm và chốt đơn rồi. Và các bác đã biết là những modem này nó rất là hot và đình đám. Rất là hot và đình đám. Điển hình như chiếc đầu băng cối trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy là một trong những modem Sony TC730. Là một trong những chiếc máy hát rất hay. Hát rất hay. Hàng e-bay đa cầu điện, zin đẹp về với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Và cửa hàng đang để ở điện 100V. Chiếc này thì là đa cầu nhé. 6 đầu từ auto reverse như 635D. Cửa hàng đã từng bán rồi và cũng đã bán những chiếc máy này rồi đấy ạ. Cũng đã bán những chiếc máy này rồi. Các bác có thể kết nối với những cặp loa bên ngoài bát 30, 40 với chiếc đầu băng cối này thì hát quá hay luôn. Vâng, hai bên thì nó có loa hai bên gì ạ? Có cả cánh để quý vị và các bạn có thể đây. Tất cả thì mặt mũi đều sáng đẹp, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Hãy
6 đầu từ auto reverse. Auto reverse này. Đấy, cực đẹp luôn nhá. Vâng, các bác có thể nhìn thấy đẹp từ con ốc ở phía trên. Đẹp từ con ốc ở phía trên nóc, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đẹp long lanh. Rất là sắc nét với những chiếc máy mà cửa hàng đã lựa chọn về để cung cấp cho quý vị và các bạn. Đây là hai bên hồi thì đều có cánh khi chúng ta vận chuyển có thể đóng nắp vào. Đây, khi chúng ta sử dụng thì mở nắp ra. Một chiếc máy này thì với vẻ đẹp hình thức quá đẹp luôn. Hình thức quá đẹp luôn, cửa hàng sẽ quay ở phần phía sau. Sáng từ những con ốc các bác ạ. Cửa hàng đang để ở điện 100V nhé. Để ở điện 100V này. Đây. Vâng, các bác có thể nhìn từ tất cả những cái phần mạ sáng như này. Các bác có thể nhìn thấy tất cả cái phần mâm này. Rất là sáng đẹp. Vâng, đây ở phần phía trong các bác có thể nhìn thấy này, máy vàng ống đẹp lắm luôn, rất rất đẹp nha, rất rất đẹp luôn ạ. Đây là cô chủ shop mở cho quý khách hàng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm thôi. Lát cô chủ shop sẽ lắp vào nha. Đây ạ. Tất cả hình thức thì của chiếc máy này về với cửa hàng qua đường e-bay. Hàng đẹp xuất sắc. Auto reverse các bác. Đây, cửa hàng đang để ở phần auto reverse này. Các bác nghe thì gạt auto reverse về đây. Và dán băng là dán những cuốn băng zin theo máy đây này. Cuốn này là cuốn mùa xuân dâng đảng. Đây là cuốn theo máy này. Và cửa hàng có về thêm được hai bộ nước để lau đầu từ. Lau đầu từ, đầu băng cối và các mã cối. Cuốn bộ băng này thì cửa hàng có chương trình là mộc. Mộc sơn nhạc tình. Vâng, có thời gian thì cô chủ shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe chiếc đầu băng cối này. Còn clip của ngày hôm nay, cửa hàng cũng chỉ thông báo là hàng về đẹp xuất sắc. Nó có độ đẹp trên 90%. Về sản phẩm này, các bác chỉ cần sử dụng một chiếc đầu băng cối, không cần loa, các bác cũng đã sở hữu được một trong những bộ sản phẩm nghe nhạc cổ của quý khách hàng. Quý khách hàng mà có loa nữa thì các bác có thể kết nối với những cặp loa để bên cạnh như cặp loa cổ Bát 30, 40 cũng quá là ok với một chiếc đầu băng cối như thế này. Tự hành chạy 2 chiều DC 730. Đấy. Vâng, vậy clip thông báo hàng về của ngày hôm nay, cửa hàng có duy nhất một chiếc đầu băng cối Sony là đời cao cấp tự hành TC 730 về trong ngày hôm nay. Vậy quý khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị về audio bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại mà đầu clip cửa hàng cũng đã thông báo cho quý khách hàng rồi. Các bác có thể nhìn từ tất cả phần núm nút, rất sạch, rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đây, tất cả từ cái phần núm này các bác có thể nhìn đây này. Không có cái núm nào nó bị han hay bị rôm. Đấy, quay lại một lần nữa chi tiết để quý vị và các bạn cùng được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn. Hai đồng hồ vu các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.